Colin? Ah! Dai, Isa. Udi. Udi. Colin? Colin? Ah, benda kon kwa, Udi. Kon kwa. Ayo. Con khóa, con tụt được đâu. Đâu em còn không, em hả? Trong cái này rất là nhẹ nhẹ thôi. Cái chân nó bẩn. Chân bẩn cứ thích cái chân. Đâu, chị Nghĩa đút giày đập mặt cho đi. Đây là cảnh chị Nghĩa xách quần. Quỳnh đạp đi chị Nghĩa. Chỉ có quần con Quỳnh là dễ thụt nhất. Mày cho đi. Bỏ đây là đi tối nhá. Bỏ đi. Nó cứ mở người ạ. Nhưng tài lên. Khóa thì phải mặc định hả? Thế nào? Rồi chị nhìn ra cái này. Thế chị Nghĩa bỏ cuộc à?